ca sĩ thần tượng. Sự kết hợp đỉnh cao của âm nhạc và hóa thân. Anh khóc vì giờ đây anh đã mất em rồi. Ngày đó ta lầm lỡ, có mặc nhau hứng hờ. Xin chào tất cả mọi người. Trời ơi. Tôi là Phúc Đan Trang và rất vui khi được đến đây cùng với mọi người. Trời ơi. Hà đã hiển linh. Những màn chặt chém chưa bao giờ kết thúc. Quang Lê nói với Trấn Thành rằng: Thành ơi, Lê hứa với Thành Lê không ăn nữa đâu. Xong rồi ra tới ngoài quán phở. Chị ơi, cho em một dĩa giò heo chiên giòn. Phở chỉ cho thêm một dĩa bê thui, với lại chè mà thêm khoai môn với nước dừa. Đón xem ca sĩ thần tượng được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy ngày 16 tháng 6 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 12 giờ ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình ngay sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.